Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ dành cho 99 video dành cho Việt Kiều. Chị nhắn tin qua cho tôi bảo rằng là chị có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 1995. Thì khi chị nhận quyền sử dụng đất thì do chị đang ở nước ngoài, cho nên chị đã chuyển tiền về và nhờ người anh. Thì chị cũng nói rõ là mặc dù là chị ở nước ngoài, tuy nhiên là chuyển tiền về cho người anh, nhưng trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó, nhà nước cấp là cấp cho chị, hoàn hồi chị. Chị đã quá tuyệt vời. Cho dù hiện tại chị đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, tuy nhiên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn là tên chị. Thì nếu trong trường hợp mà chị không đủ điều kiện thì chị có quyền chuyển nhượng đó, hoặc là chị cho thuê, chị cho mượn, chị làm những cái quyền mà chủ sở hữu được quyền định đoạt. Cho đến thời điểm hiện tại, chị vẫn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chị lăn tăn, chị hỏi với tôi rằng là hồi xưa lúc mà chị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tên của chị, tuy nhiên thì năm dài tháng rộng chị không quản lý sử dụng, cho nên chị mới cho người cháu mà gọi là con của cái người anh mà mua giúp đất cho chị đó, để mà thuê cái đất này. Thì trong cái quá trình thuê dài hạn như vậy thì các bên có làm một cái hợp đồng gọi là hợp đồng thuê đất, thuê nhà gì đó. Trong cái quá trình mà thuê như vậy thì vì thời gian quá dài cho nên ông bố chết. Thì người con đó bây giờ họ viện dẫn một cái lý do, họ có một cái giấy nộp tiền mà tên người bố, và họ đưa ra một cái yêu cầu là phát sinh tranh chấp. Họ nghĩ rằng là bố họ là người chuyển tên, họ bộ nghĩ rằng là bố họ là người nộp tiền thì họ có đầy đủ cái quyền. Và cái nhà, cái đất mà hiện tại họ đang quản lý sử dụng đó là của họ. Thưa không ạ. Thực tế thì do là người nước ngoài cho nên chị rất là lo lắng về trong trường hợp này. Rồi sao, đất này có phải của tôi hay không? Vì lâu quá rồi không có giữ lại cái tờ giấy chuyển tiền. Tiền là tiền của chị đó, chuyển về nhận chuyển nhượng. Tôi đã trấn an chị rất là nhiều lần. Tôi bảo rằng là pháp luật công nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, thì giấy chứng nhận này là như một tấm bùa hộ mệnh, như là một cái chứng từ chứng nhận rằng cái người mà đứng tên trên giấy, họ có toàn quyền đối với cái nhà, họ có toàn quyền sử dụng đối với đất, quyền chuyển nhượng, quyền mua bán, quyền tặng cho, quyền cho thuê, cho mướn. Các bạn ạ, những cái quyền mà pháp luật được ghi nhận đối với trong trường hợp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, tôi bảo với chị rằng là chị cứ yên tâm. Nếu trong trường hợp, tại vì hàng năm chị có cho cái cô cháu gái này thuê, nếu trong trường hợp bằng một cái hợp đồng rõ ràng, nếu trong trường hợp cô cháu gái này không trả nhà, trả đất cho chị, thì chị khởi kiện yêu cầu đòi lại nhà cho thuê, đòi lại đất cho thuê. Và hai cái chế định hoàn toàn khác nhau chị nhé. Cái chế định đầu tiên là nếu trong trường hợp chủ sở hữu, chủ quyền đất là của ai, thì trong trường hợp này nếu phát sinh tranh chấp thì sẽ xem như là tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sở hữu nhà. Nhưng hiện tại chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất, số tiền chị đưa cho anh trai là có thật. Cái thứ hai là pháp luật đã công nhận cái quyền, chủ quyền của chị bằng giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Và như vậy, hiện cho đến hiện tại không ai tranh chấp về quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà. Chỉ có một cái tấm bùa hộ mệnh ở đây. Trong trường hợp thứ hai, nếu cái người cháu này chị đã có một cái hợp đồng thuê, cho thuê nhà, cho thuê đất, nếu trong trường hợp cô này không trả lại nhà, không trả lại đất, thì mình có quyền khởi kiện yêu cầu đòi lại nhà cho thuê, đòi lại đất cho thuê. Và việc khởi kiện của chị lúc này là một tranh chấp đòi lại quyền nhà cho thuê, đòi lại đất cho thuê. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng đối với các anh chị em Việt Kiều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, thì tôi vẫn ưu tiên cho quý vị và các bạn hỏi những cái câu hỏi, và sau đó tôi sẽ mã hóa những thông tin của quý vị để trả lời cho quý vị một cách chuẩn nhất, chính xác nhất theo quy định của pháp luật. Dĩ nhiên cái dữ liệu thông tin mà chị Việt Kiều này đưa cho tôi, nó mang một cái tính chất là dừng lại ở mức tư vấn, cho nên tôi chỉ phân tích cho chị trong trường hợp khởi kiện về quyền sở hữu nhà hoặc hay khởi kiện về đòi nhà cho ở thuê thì không cần thiết cứ để đứa cháu nó quản lý sử dụng. Nếu đứa cháu không trả lại cái nhà cho thuê thì mình sẽ khởi kiện đòi lại nhà cho thuê chị nhé. Thưa quý vị và các bạn, với ước mong rằng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta đi ra ngoài sân chơi quốc tế, cho nên một mặt thì tôi vẫn cố gắng để học tiếng Anh, để đưa những cái thông điệp của kiến thức của luật Việt Nam đến cho những người đầu tư vào Việt Nam, đến cho những người mong muốn vào Việt Nam, hiểu biết những cái kiến thức về Việt Nam. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn cho đặc biệt là các anh chị em sinh sống, làm việc có quốc tịch hoặc không có quốc tịch nhưng có nguồn gốc ở Việt Nam hiểu thêm những quy định của pháp luật. Nếu quý vị và các bạn đang có những cái vụ việc tranh chấp tại Việt Nam, đang có những cái câu hỏi mà không biết hỏi ai, thì hãy chủ động gọi qua cho tôi hoặc qua những cái kết nối Zalo, Facebook, Twitter hoặc là App Store gì đó để mình hiểu được những cái quy định của pháp luật, mà đặc biệt là pháp luật Việt Nam. Tôi có động lực rồi đấy các bạn. Hôm trước tôi đi tòa và tôi thấy có một chị Việt Kiều, chị bảo với tôi rằng tôi đã biết luật sư Thu sau 4 lần mời luật sư. Thì tôi cũng đã đưa cho chị, mặc dù là chỉ một chầu cà phê nhỏ thôi, tuy nhiên tôi đã đưa cho chị những cái kiến thức mà tôi nghĩ rằng trong quá trình hành nghề tôi có được. Đó là những cái tinh túy, những cái bản chất, những cái kinh nghiệm mà tôi đã có được trong suốt những năm hành nghề, và cả một chút về chiến lược của hồ sơ nữa. Hy vọng rằng là thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, kết nối với các anh chị em Việt Kiều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi xin trân trọng cảm ơn.